Bộ Ngoại giao Trung Quốc phán xét con chính trị gia Mỹ ủng hộ Việt Nam cấm chiếu phim Barbie vì dính đường lưỡi bò. Xin chào các bạn khán giả đã quay trở lại với Việt Nam Stronger. Các bạn thân mến, mới đây, Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam là ông Vi Kiến Thành đã xác nhận việc cấm chiếu phim Barbie tại Việt Nam. Bộ phim đang được mong chờ khắp thế giới vì lý do phim có xuất hiện đường lưỡi bò. Việc Barbie bị cấm chiếu tại Việt Nam không những thu hút dư luận trong nước nhà, mà còn được truyền thông quốc tế hết sức quan tâm chưa đầy 24 giờ sau khi thông tin được các báo Việt Nam đăng tải, hàng loạt tờ báo trang tin nước ngoài uy tín như là The Guardian, Bloomberg, Reuters, The Independent Variety, Deadline hay SCMP cũng nhanh chóng cập nhật sự việc này. Với người Việt Nam cũng như là đại đa số khán giả toàn cầu, việc cấm chiếu là không có gì phải bàn cãi vì phim này đã xúc phạm đến lãnh thổ quốc gia của Việt Nam. Tuy nhiên, với Bộ Ngoại giao Trung Quốc thì khác. Khi hay tin Việt Nam cấm chiếu phim vì đường chín đoạn, mới đây, bà Mao Ninh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phán xét những điều rất khó tin. Vậy bà này đã nói gì? Và các chính trị gia Mỹ có quan điểm ra sao về hành động gây gắt của Việt Nam? Mời các bạn cùng mình theo dõi trong video này nhé! Cụ thể thì vừa qua, rất nhiều trang tin quốc tế bị sốc vì động thái cấm chiếu phim Barbie tại Việt Nam. Truyền thông quốc tế không chỉ dẫn nguồn từ các tờ báo lớn của Việt Nam, mà còn cung cấp thêm cho độc giả nhiều thông tin nền về yếu tố đường lưỡi bò. Chưa bao giờ mà vấn đề tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam và Trung Quốc được quan tâm nhiều đến như vậy. Báo quốc tế cũng nhắc đến một số trường hợp phim nước ngoài bị cấm phát hành tại Việt Nam với lý do tương tự như Abominable, Uncharted, Put Your Heart on My Shoulder hay By Cap. Điều này góp phần thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế với vấn đề bảo vệ chủ quyền của Việt Nam. Khi chứng kiến nhiều người dân cũng như là chính quyền của các quốc gia trên thế giới bắt đầu ủng hộ Việt Nam và muốn giành lại công bằng cho Việt Nam, phía Trung Quốc cảm thấy hết sức nóng ruột. Bằng chứng là thay vì im lặng và âm thầm cải cắm âm mưu như mọi lần thì vừa qua, người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh đã bất ngờ lên tiếng về việc Việt Nam cấm phim Barbie mà nguyên nhân chính là phim có hình ảnh được lưỡi bò xâm phạm chủ quyền của nước ta. Cụ thể là công ước về luật biển năm 1982. Bà Mao Ninh cho rằng, chúng tôi cho rằng các nước liên quan không nên gắn vấn đề biển Đông với các hoạt động trao đổi văn hóa và giao lưu nhân dân bình thường. Theo bà thì Trung Quốc rất quan ngại, nhưng thật sự đây chỉ là hoạt động văn hóa và đừng gắn nó với chính trị để tạo thêm căng thẳng trên thế giới. Và chính quyền Trung Quốc đã thành công trong việc lấy lòng người dân nước họ. Trên mạng xã hội IC War đã xuất hiện một video với tiêu đề thế này. Lập trường của Trung Quốc về vấn đề Biển Đông là rất rõ ràng. Bộ Ngoại giao phản ứng về việc Việt Nam cấm chiếu phim Barbie của Mỹ. Video đăng tải lại bài nói chuyện của bà Mao Ninh bên dưới phần bình luận. Netizen Trung Quốc đã để lại những ý kiến như thế này. Barbie, chúng ta có thể sống thiếu Việt Nam nhưng không thể sống thiếu Trung Quốc. Tôi muốn xem nó vì nhà quay phim đã nhận ra đường chín đoạn của Trung Quốc. Việt Nam là lãnh thổ của Trung Quốc từ xa xưa, bắt đầu từ thời nhà Tân. Tự hào vì nước ta luôn luôn là nghe sự bất bình trong dân chúng, đừng bao giờ để Việt Nam vùng lên và tạo sự thương hại. Cảm thấy khó hiểu, đó là một bộ phim hay. Việt Nam chỉ nhỏ bằng một con chuột, trong khi đó Trung Quốc là một con sư tử, để chọn một trong hai thì chỉ có thể chọn Trung Quốc thôi. Và hiện tại, trên mạng xã hội Trung Quốc đang truyền tay nhau đoạn video những phát ngôn của bà Mao Ninh. Người Trung Quốc xưa vốn đã bất chấp đạo lý và pháp luật quốc tế, nay lại có chính quyền bảo kê nên họ càng được nước lấn tới nhiều hơn. Nhưng thật khó mà tin nổi, bà Mao Ninh nói rằng văn hóa và chính trị là hai vấn đề khác nhau mà không tế ngượng miệng hay sao? Xin thưa rằng, văn hóa tư tưởng là mặt trận có ý nghĩa sống còn trong bối cảnh toàn cầu hóa, và đây được xem là chiến trường nóng bỏng dù không có tiếng súng. Việt Nam không đánh đổi chủ quyền lấy cái gọi là trao đổi văn hóa, không nhượng bộ chủ quyền để đổi lấy tình hữu ái Việt vông. Chủ quyền quốc gia là bất biến, bất khả xâm phạm. Phim Baby được Hollywood đầu tư hơn 100 triệu đô la Mỹ, hứa hẹn hấp dẫn nhưng người Việt Nam chỉ xem phim có bản đồ gắn với hai quần đảo là Hoàng Gia, Trường Sa, vốn là báu thịt của chúng tôi kể từ thời vua Lê Thánh Tông năm 1471. Việc xuyên tạc đòi yêu sách phi lý về đường chín đoạn của người Trung Quốc chỉ có từ thời tưởng giới thạch, bọn họ tự vẽ ra trong những năm 1950 của thế kỷ trước. Hoàn toàn là không phù hợp luật pháp quốc tế, vi phạm chủ quyền của Việt Nam. Vì thế, bộ phim này sẽ bị cấm chiếu vĩnh viễn luôn. Không xem phim này thì xem phim khác. Giảm phạm chủ quyền của Việt Nam là phải bị cấm. Và thật là may sao, sau động thái cực gây gắt của người Việt Nam, thì rất nhiều quốc gia khác đã chú ý đến vấn đề của chủ quyền của nước ta đáng chú ý là trong đó có nước Mỹ, nhiều thành viên thượng viện, hạ viện Mỹ đã lên tiếng phản đối đường lễ bò trong bộ phim Baby. Chính quyền Mỹ không đồng tình cách Hollywood đang cố làm hài lòng thị trường Trung Quốc để kiếm tiền. Trong bài viết ở Baby Girl Living in China World, tạm dịch là búp bê Baby sống trong thế giới của Trung Quốc, đăng trên tờ Politico Mỹ ngày 7 tháng 7, tác giả đều quan điểm nhiều nhà lập pháp Mỹ phản đối đường lễ bò xuất hiện trong bộ phim Baby ồn ào những ngày qua. Các nhà lập pháp của Mỹ cho rằng nhà sản xuất phim đang chiều theo thị trường Trung Quốc, dù trước đó đại diện hãng phim nói bản đồ trong phim không tuyên bố điều gì. Hạ nghị sĩ Mike Gallagher nói, Mặc dù đây có thể chỉ là một bản đồ trong thế giới baby, nhưng trên thực tế tấm bản đồ vẽ nguệch ngoạc bằng bút chì màu đã đi quá xa khi mô tả các yêu sách lãnh thổ bất hợp pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nó cho thấy áp lực của Hollywood phải chịu để làm hài lòng các nhà kiểm duyệt phim của Trung Quốc. Thượng nghị sĩ Mỹ Marsha Blackburn và Ted Cruz cũng phản đối cách làm của nhà sản xuất phim Baby. Người phát ngôn của Grub nói với Daily Mail rằng ekip Baby đang cố xoa dịu Trung Quốc nhưng đồng thời xúc phạm đến Việt Nam. Đây là vốt mặt mà không nề mũi. Cuối cùng thì cả thế giới nhất là các chính trị gia Mỹ đã nhận ra quyết định cầm chiếu Baby trên toàn quốc của Việt Nam là đúng đắn và chính xác. Hạ viện Hoa Kỳ là ông Mark Green đã nói trong một tuyên bố. Không đời nào phim Mỹ lại truyền bá, tuyên truyền tư tưởng quốc gia khác như vậy, Tôi khuyến khích các hãng phim tôn trọng điều đó, nếu không sẽ mất hỗ trợ từ các tổ chức liên bang. Trên những video có trailer của phim Barbie, rất nhiều người Mỹ cũng đã lên tiếng. Và đây là những comment của người nước ngoài hồng danh lại công bằng cho Việt Nam. Trung Quốc không nên gắn vấn đề Biển Đông và trao đổi văn hóa. Đây là những quần đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam. Cấm là đúng rồi. Trung Quốc đang làm gì với thế giới này vậy? Thế giới của chúng ta cần hòa bình và tôn trọng lẫn nhau. Tôi ủng hộ Việt Nam cấm phim này và tôi cũng cấm con cháu tôi xem phim này. Tôi đến từ Hoa Kỳ, tôi tôn trọng Việt Nam. Giả sử Việt Nam đăng bản đồ của nước bạn lên và nói rằng đó là của Việt Nam, bạn có chịu đựng nổi sự xúc phạm đó không? Trung Quốc đừng tỏ ra mình là nạn nhân, nước bạn có tỷ dân sẽ đóng góp cho doanh thu của bộ phim nên nhà sản xuất mới chiều theo ý khán giả của Trung Quốc, nhưng đây là hành động hèn nhát. Mặc dù khán giả quốc tế đã bày tỏ sự căng thẳng và tẩy chay kịch liệt như vậy, nhưng ở hiện tại, nhà sản xuất phim vẫn tỏ ra rất thản nhiên. Vài ngày trước, Warner Bros. Công ty sản xuất phát hành bộ phim Baby đã phủ nhận tác phẩm này xuất hiện được lưỡi bò. Bên này đã cho rằng, bản đồ trong Baby là bức vẽ bằng phấn màu như trẻ con, nét vẽ nguyệt ngoặc, mô tả hành trình của Baby từ thế giới ảo sang đời thực. Nó không phải là tuyên bố gì. Luận điệu này ngay cả trẻ con cũng không thể thẩm nổi. Vì thế mà Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành cho biết đó là ý kiến của hãng phim Cục Điện ảnh giữ quyết định cấm chiếu phim, không thay đổi quan điểm đưa ra và không chấp nhận lời giải thích này. Ở diện biến khác, thì Việt Nam đang xác minh việc ban tổ chức Concept Blackpink ủng hộ đường lưỡi bò phi pháp của Trung Quốc và sẽ sớm đưa mọi chuyện ra ánh sáng. Người Việt Nam chúng tôi là như vậy, yêu chuộng giao lưu văn hóa, yêu chuộng hòa bình, bình đẳng, bác ái với các dân tộc trên thế giới. Thế nhưng xâm phạm đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi thì không bao giờ nhận nhượng, không bao giờ thỏa hiệp, Trường Sa và Hoàng Sa là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam. Thật đáng lên án khi mà Trung Quốc đã quá nhiều lần xúc phạm đến chủ quyền đất nước chúng tôi. Để tìm cách hợp thức hóa đường lưỡi bò phi pháp, Trung Quốc không từ một thủ đoạn nào. Từ in vào hộ chiếu, in sách giáo khoa, xuyên tạc lịch sử, dựng phim ảnh, chưa kể là việc dùng vũ lực xâm chiếm cho tàu khảo sát vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, xua dân quân biển xuống xâm nhập, neo đậu, xua đuổi ngư dân Việt Nam. Văn hóa tư tưởng cũng là một mặt trận, tuy không tiếng súng nhưng cũng vô cùng quan trọng trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia. Trung Quốc đã hành động phi lý như vậy nhưng lại phát ngôn nói rằng văn hóa không đi đôi với chính trị, khiến cho người Việt Nam chúng tôi nghe được cảm thấy rất nực cười. Vì thế, nên người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc hãy nghe cho rõ, trăm triệu dân Việt Nam cùng một ý chí thống nhất khẳng định, chủ quyền quốc gia là tối thượng. Mọi chiêu trò lợi dụng phim ảnh, văn hóa để lồng ghép làm xâm phạm đến điều thiêng liêng đó, Việt Nam tẩy chay, đó là chân lý không có gì thay đổi được. Tất cả các chương trình có đường lưỡi bò đều vị Việt Nam tẩy chay, lên án. Không cần nói nhiều và không nhưng nhị gì cả. Các bạn nghĩ sao? Đến đây thì mình cũng phải nói lời chào tới với các bạn để khép lại video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ mình cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp nhé. Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nhé. Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo